không dám ăn sáng luôn á. Không ăn có cà phê rồi thôi. Tiền chưa? Chưa, để anh lại trả tiền chứ. Anh em đâu có tiền. Chưa chưa. Không, trả tiền mà vô anh ơi. Có rồi. Không, mình trả tiền thôi mình vô chứ. Ai làm vậy, tự nhiên người uống ly uống 5 7 ly vậy. Thôi, tôi chắc uống tôi ăn hổ thịt chả cá rồi. Ông uống nước chưa? Uống chưa, uống luôn kìa. Tôi ông đi uống chỗ khác đi ba. Không mua ly nước sáng chạy gấp mới chưa mua luôn. Anh em chơi chắc kèo quá. Anh em chơi vậy chắc kèo quá. Chắc quá. Cho Quỳnh Phương, cho Quỳnh Phương. Rồi đâu có, đâu có biết gì đâu. Cho Quỳnh Phương, cho Quỳnh Phương hết đi cho anh Phương. Anh Minh nghe có Sài Gòn có chỗ làm răng miễn phí hả anh Minh? Không, anh biết chỗ này miễn phí làm răng hay không, em miễn phí không? Còn để anh đi ra lại em. Dạ dạ. Đó dạ. Đúng rồi. Vô vô vô. Vô vô. Mở mấy lần mà đổ mồ hôi chứ. Ghê nghiệp cũng nhiều lắm, bữa nay anh em qua. Đồng hồ mới mua hả? Đồng hồ giờ là anh mua trước á. Trời ơi, hột xoàn quá. Ô, đồng hồ quá trời, xoàn luôn. Trời ơi, bữa nay biết qua đây cái quá trời. Em hai bàn tay trắng nghèo, sơ sát nghèo luôn. Tưởng tin luôn á. Có người tay trắng nghèo quá. À, là cái bóp nhỏ, cái bóp nhỏ. Bóp nào? Cái bóp đó. Bóp này là số tiền của vợ tao. Ủa, anh Lực này thấy đẻo kiến mới vậy anh Lực? Kiến cũ đâu rồi? Cũ rồi, cô hồn lấy rồi em. Nghe nói thằng em nó đang bị đàn áp gì lắm đó, vừa có kêu bất quái thoại, nó kêu ba chữ là cả ơi cứu. Mình lên mình coi tình hình sau. Làm gì mà thằng em mình nó cũng là một cỗ máy bào. Ôi, đau quá, đau quá. Ôi, Huy ơi. Lên đây. Em ơi. Làm gì mới vô nổi da gà mày. Em nổi da gà luôn á. Búi vô em đợi người luôn. Em bắp, em có đem cà phê theo không? Dạ. Ở dưới còn cà phê bên đi không? Dạ còn, ở nhà em á, em đang nhà. Có ai đâu, anh tặng cho anh Minh. Không, dạ. Đừng làm vậy. Anh nói đừng làm vậy. Anh cứ vậy. Nói. Tự nhiên em cho anh. Anh khách. Tại vì là nãy anh có hỏi trước là hôm nay nghe nói chỗ này free, anh tới thôi. Chúng là khách mà, anh là khách, nhưng mà anh tới khách làm free. Còn nhà tỷ tỷ tới đây thì ông này ông nói ê mình có free có rồi, uống này có free mình đi theo thôi. Hồi nãy mình đi khách làm luôn đi. Nó vô mới hợp. Đó, thấy cái mặt nhỏ lại nè. Tao đẹp như tôi. Mày cái con ngu sĩ đẹp nha, Minh ơi, đẹp Minh ơi. Nghiêm túc. Nghiêm túc luôn. Nghiêm túc. Nhưng mà nhìn nó không ra thầy, nó ra kiểu dân chơi, hiểu không? Nó dân chơi quá. Đồ đeo vô cái gì nữa, nhìn nó muốn tu thiền liền. Cái chỗ này 500 ràng mà ok không? Dạ có, cho anh cắt bớt. Không, còn có ok không? Dạ còn. Tại vì anh có xác nhận là anh đi vào, anh có đem kính. Nó đẻ, bên bàn. Anh có nói là cái kính này của anh. Nên nếu mà lát anh ao ra mà anh có mở quên á. Dạ. Em tìm cái người nào mà cầm cái kính nó trả lại cho anh nha. À.
anh sợ lắm. À, vậy bên đó thì tụi em nếu mà khách lấy thì em biết, còn nếu mà hai anh em mà đỡ mà có ở lại thì tụi đậu nó như bị lắc. Nó mất hình. Mất hình. Camera để lắc hoài. À đây kính anh hồn dễ lấy không? Là tao thử nè, thử xong cái trả nó thử xong rồi. Mấy tao là vậy xong rồi đứng lên đi toilet rồi mất tiền. Tao không có đang luôn nói. Ủa mày nói tao. Tôi ngồi đây nè, cho lục luôn. Xong rồi anh ơi. Kiến đồ đạc để đây đi, có gì đâu anh ạ. Cái không vợ dặn là em là bật mất ly thân. Camera tụi em mà cái này mất là cái dưới cũng nên cất đi luôn. Là lá anh có vô làm ra anh vẫn có đeo mắt kính hết. Đừng kêu người dẫn anh Minh vô. Dạ. Bấm mình dẫn nào vô chụp chút hơi cho anh Minh. Dẫn anh vô là làm đi. Dạ mình thấy giết anh ha. Giống logo không tiền. Dạ, xíu quảng cáo chắc chụp bộ này. Hả? 11:45 Phương, 11:45 để họ cắt cái đoạn này giùm nha. Canh giờ cắt camera. Bị lắc. Anh Minh tụi em đợi để anh đứng thêm 5 phút nữa em cắt trường hao. Có tụi để đồ anh. Để đồ mắt kính là điện thoại. Cái chỗ nào mà không có tiền. Cho anh mượn cái tủ anh cắt đôi giày coi. Anh không nhựa anh đeo cái đồng hồ mà 17 tỷ đó nha mọi người. Thôi, anh để đây là đúng người luôn á, em giữ đồ giữ cổ. Anh đi vào rồi đó. Đối tượng em mình đang trong tình trạng gọi là bào ngược lại. Kêu cất đồ đi thấy không? Mang đồ lĩnh kỉnh. Mang đồ lĩnh kỉnh, mắt kiến, đồng hồ mang theo chi không biết nữa. Bây giờ nhìn thấy không? Mắt kiến thì để dưới ngay cái bộ phận rất là nhạy cảm. Không. Đồng hồ không cất luôn thì rớt mất thiệt. Anh sao á, đóng tin tưởng ở đây. Nhưng sao mình rất là đàng hoàng luôn, camera khắp mọi nơi. Có thể chỉnh được khoảng thời gian mất hình. Nhưng mà tại sao mình lại đi. Mình đưa đồng hồ kiến ảnh hơi kỳ không nè. Cái kính ảnh dùng là kính Chanel đàng hoàng, không phải là kính bình thường đâu. Ca này hơi khó nuốt. Nổi tiếng đó giờ hào sản mà. Nhưng mà ảnh cũng kiểu người ta làm nhân kinh doanh á, người ta biết được cái nào gài, cái nào không gài đó. Bữa nào đi không đem theo tiền bạc gì hết. Nghe anh nói trong cái cũng buồn trong lòng chứ. Tự nhiên ngọt quá. Phòng răng này của ai Lực? Phòng răng này là của Ngô Kiến Huy với Bình Phương với một số đối tác nữa. Đâu có Lực chồng đâu đúng không? Anh đâu có trong đó đâu, mắc gì anh phải lo gì chi. Đâu có quan trọng chuyện đó, anh vô là anh làm thoải mái, anh nhắc thêm mấy anh em nữa. Tự nhiên ngọt quá. Tự nhiên nhóm đêm tìm á. Hát sớm, tự nhiên cái lúc mà pha cà phê á, tự nhiên cái vị cà phê nó không được như ý. Có cảm giác đắng hơn bình thường. Mọi người làm răng xong nhớ ghé 4E Bào Cát 1 Social Room trong trường hành thảo của tiếng Luật nha. Qua đó đọc bát là bạn của Quỳnh Phương với Ngô Kiến Huy là vẫn trả đủ nha. Thiếu cà phê xong, tức là mọi ở đây phục vụ cà phê cho mọi người. Trước khi một người làm răng, có qua uống cà phê đi, làm răng tỉnh táo, mình qua đây mình làm răng cho sạch sẽ lại. Xong rồi qua bên uống đông trùng, xong rồi tạt nhẹ qua bên đó để chăm sóc da. Tụi em làm phức hợp luôn đó mọi người. Tụi em làm phức hợp nhưng mà tại vì sắp tới mùa dịch rồi nè, cho nên tụi em mới làm răng cho chắc. Cạp là cạp dính luôn chứ không có tha được người nào hết á. Ờ, ngày 31 tháng 8 Minh đi khai trương nha cả nhà. 31 tháng 8 là Minh đi đón khách. Ngày 1 tháng 9 là Minh đi mở cửa. Nhà Thỏ đón chào mọi người. Nhà Thỏ chỉ bán cà phê và nước ép và trái cây thôi. Đơn giản lắm. Ừ, anh bác. Sáng không muốn đi rồi. Tự nhiên nó gọi nó kêu cứu cả rồi. Nãy giờ bỏ nó mình. Mà giờ nó không có ở đây nữa. Anh thủ đang lẹn đây nha, khóa hai cửa lần của chính cửa phụ lẹn đi xíu. Anh em à, mình tính đường dài, anh tính mấy tháng này đúng không, nên thôi Út, nếu mà Út coi được đoạn clip này á thì cả tự hào vô nha, cố lên anh. Mấy anh em này cả tới có biết gì đâu nên thôi cố lên Út nha, mạnh mẽ lên, đừng khóc cả đi, cả đi công việc tí xíu. À, cửa chính bị khóa là cái đi cửa phụ.
anh em có phước cùng hưởng, có quà cùng chia, mà giờ này tự nhiên bắp lẻn bỏ về trước. Ở đây còn mấy cái mạng này đang ngồi đây, chút anh vô khám làm cái hồi dặn bác sĩ là mấy cái răng này làm sứ không được đó. Chứ làm sứ thì mình làm đội rẻ cũng được, làm đội tốt nhất thì 12 triệu cái, làm hai mấy cái là bộ răng 200 mấy triệu. Ở đây 1, 2, 3, 4, 800 mấy 900. À, nhỏ này là đợt qua là đợt đầu, lần đầu tiên luôn, qua không báo nữa. Bây giờ qua cũng như vậy đó, tôi giảm đâu. Chàng đánh thắng. Đi qua đây nè. Qua đây. Qua qua là càng miễn phí được nhận dắt nhân viên luôn. Không, tức là qua nó không có báo bảo không luôn mày. Dạ. Không có tin rõ mà qua tính đi. Hai đứa là nhân viên. Mà làm sứ thì không tính tiền, còn mà nhỏ tính tiền thì là... Sao sao? Chính xác cái câu chuyện đó là sao anh Lực? Câu chuyện này. Bên chỗ thăm cái diện góp của anh ấy có hai con bé. Con bé thì nó đẹp như hoa hậu vậy đó. Con bé thì nhan sắc cũng bình thường chứ không phải là không đẹp. Nhưng mà con bé mà nhan sắc bình thường qua đây, qua bên chỗ Huy với lại Phương làm răng thì giảm 50%. Còn con bé đẹp mà người ta chỉ nhổ răng thôi mà giảm ra 50%. Hồi con bé kia làm sứ cũng phải 80-90 triệu free. Nó bào người ta biết bao nhiêu, giờ hoàng bào nó có một chút la quá trời la, kệ quen. Mua máy gọi điện hỏi mượn tiền, làm cái gì cũng gọi điện, mua máy vi tính gì đó nó nẹt bô với người ta tặng con khỉ khô á, nó nẹt bô với ai đó, nó mua máy vi tính gì đó nó gọi điện anh mượn tiền nè. Hồi anh nói ra là mày hiểu rồi, còn ai kia gì đây đó thấy rõ nữa. Buồn lắm em ơi. Bởi vậy những lúc này anh chỉ nghĩ tới anh Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn có cái câu hát hay lắm. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Anh thấy không, bây giờ anh tay trắng nè, không có gì hết. Chung á thì qua mặt được ai chứ. Với những người kinh nghiệm như mình mà dở mấy cái trò mèo, tôi kêu mấy trò mèo á, ba giả khổ đồ, đi xe máy tới rồi, đồng hồ húp lót đồ, vàng vòng trầm hương đồ, dây trầm hương dây chuyền tháo ra hết, giả khổ ăn diễn nha, diễn với mình. Nhưng mà trước giờ mình lo cho ảnh nó biết bao nhiêu mà không được, bây giờ có nhiêu đây khác chi, mình lo từ đó giờ được mà anh bỏ mình được thì em Út không bao giờ bỏ anh. Ôi sao anh Linh thấy đi không? Ủa, mới ngủ dậy luôn hả? Ngủ được. Làm gì được? Không phải là đau không ngủ được mà làm ổ rất ok, sao mất đồ. Lần đầu tiên làm răng mà căng thẳng. Ôi, mất tính luôn. Chứ vô bị thăm dò quá trời à. Không, ngủ kỹ lắm. Tôi dặn một ngày đó, ông mời mấy anh em tôi qua nhà. Qua nhà ông ngồi xì xa rồi. Nhà đang sửa nha mọi người. Đợi sửa chắc không tôi biết ông mấy căn quận mà. Mấy căn kia cho thuê rồi. Không lẽ giờ anh tới nhà anh bắt ngồi trước. Ok á, cái sân vườn đó hộ. Đúng gà ngoài sân được rồi. Tại vì trong nhà nhiều đồ lắm mà. Đó cái là mua được. Nhà mua cái bên, mua căn cái bên. Để xe thôi vậy. Để xe với lại làm thêm hai phòng, nhưng nào có ai qua xỉn quá cho nằm đó. 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 Khổ nghe mình là ăn không uống rượu. Uống rượu thì để tụi tôi uống. Vậy là rượu được mang qua. Trời. Đóng bình hạ thảo. Trời ơi, dễ còn. Trời trời ơi, mốt anh em có ai nhìn mặt ai. Ai cũng bình thủ đâu mà chết rồi. Không bao giờ bạn có giá tiền đâu. Ủa tướng không chùa. Ủa tưởng nhóm này là nhóm chùa. Nhóm chùa thì phải đồng chọc rồi, mày nói rồi. Có chấm được. Đó, có cái thẻ thôi. Trời ơi. Cái này em đâu có làm gì được đâu, phải không? Vợ đến trước rồi, anh ơi, hỏi chỗ này có trả thẻ không? Anh hỏi rồi, đi chỗ này lấy tiền mặt thôi, anh cầm thẻ đi theo đi. Có là có thẻ, em mới update sáng. Có không em? Có trả thẻ không em? Dạ.
Có hình Toán Thả không? Dạ đủ. Toán đi ra mắt tơi vẹn. Dạ đủ luôn. Rồi. Để anh xíu. Mẹ. Không, mày lớn cái này rồi. Em ơi, khóa mình tạm thời cái thẻ mình đến. Hình như có tài khoản ở bên tiền răng cho bị hack anh á. Ok, ok nhanh nha. Bữa nay là bữa anh em gặp nhau lần cuối. Từ ngày đi chơi nhóm này gì cũng được miễn phí đảo anh. Anh thấy anh học rất là nhiều từ rất là nhiều người bạn. Mỗi người đều có cái gì hay. Gì em? Anh học luôn cái dở của họ luôn. Ôi anh em quà quà cáp cái gì nha. Thì cái này anh cứ gọi kêu anh đứng. 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 Cái này anh cứ gọi anh nghĩ là nên cái kem phù hợp. Có tiền mang đưa anh luôn. Chứ cái kem nhà anh nhiều khi bỏ vô đây nó máy nó không có chạy. Cái này anh xài kem này. Vậy hả? Phải 6 tháng anh. Nhà anh không có xài kem luôn á. Anh nắm chút không? Chút nước muối. Cái đó anh đừng quên nha. Cái đó suốt đời luôn. Chị thay cái đầu. Có gì đâu. Không có cái hộp đó cái gì nữa. Không có hộp không. Để nó. Cái này đừng cái vôi răng mà nãy mới lấy ra. Ủa anh Minh lấy của mình anh luôn anh Minh. Em chỉ cho anh. Để rồi anh về thì học được rồi. Anh nhìn lắm. Em kỳ như rồi gì tặng quà cho tao mình bắt lưng vậy ba. Quà là để mua để tặng cho khách. Rồi có chút xíu em cho anh có chút xíu rồi không đủ sức miệng nữa. Dạ. Không em nhìn luôn kìa. Rồi. Là tới quay lại có bán. Dạ không. À, hết rồi thì thôi dạ. Lý phải như vậy. Phải như vậy mới được. Dạ, được tại, mua. Tại cái này là mình chỉ xuất khi mà mình do là mình vừa à, mới vừa bị dạ, dạ, dạ đúng rồi chứ không phải là xuất thường xuyên được. Còn xuất thường xuyên mình sẽ đổi cái loại khác nữa. Dạ đúng rồi xuất thường xuyên. Thường xuyên thì mình pha một chút xíu nước rửa chén á, giờ nước khi là mình sốt nó dễ lắm. Không, dạo này tôi làm có cái gieo rửa tay. Ờ đó, lấy cái gieo rửa tay lấy cái gieo rửa tay. Lấy tiền cây nữa đi. Đi lại trước rồi trước lấy hộp luôn em ơi. Cái này tôi không lấy nó kỳ lắm. Quá. Rồi, tôi không ngờ luôn á. Tôi qua đây cũng mấy lần có giờ được tặng mấy cái này đâu. Tùy người không? Tôi cũng được vậy đó. Đi mẹt với đi xe Honda khác nhau nha mọi người. Tôi thấy bên này đối đãi nó bị phân biệt quá. Tươi quá. Trời ơi, biết đưa cho vợ đưa cây màu tím luôn mới ghê chứ. Tính tôi thì tôi không có tham cái gì nhiều. Trời dưới đó mà không nhiều, dưới đó cũng lấy gần hết. Tôi thích người ta tặng tôi mấy cái lặt vặt vậy đó. Okay. Thích nè, kiểu vậy nào cũng như tôi nhiều khi tôi muốn ghé tiệm đông trùng mà tôi thấy mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ mà tôi ngại. Còn gì đâu em. Hay là anh em mình uống cà phê, mình qua bên đó anh lấy thêm tôi cho đủ bộ hôm nay. Đi không đà tới. Bỏ hết vòng vàng ở nhà. Vậy đó. Thu mà chưa thấy. Thấy toàn là thú không à. Thì lại xin thứ hai mà trái tôi cũng cho. Bỏ nhỏ nó nhanh phát kia được 3 con. Xin thứ hai cây. Mức độ vừa phải rồi. Trời ơi tôi không ngờ luôn á trời. Tuyệt đó tôi không ngờ. Người ta nói ba má tôi dặn là chọn bạn mà chơi. Thì thật sự ra tôi biết ông Minh là cũng lâu rồi. Mình thấy ông đi làm từ thiện rồi thấy ông mua siêu xe rồi thì chắc cái người này người hào sản mà từ lúc chơi với ông tới giờ là tốn không nha mọi người. Cái đó là bề nổi thôi, cái đó là bề nổi của Tăng Băng thì ra là ông Minh ông nổi tiếng là nhà sản xuất máy bào mà ông bỏ sỉ cho từng người lý luôn chứ không phải là bỏ cái máy máy bào bằng gỗ là xưa rồi giờ cái máy bào nó bằng nhựa cái độ bào nó ghê lắm. Cái máy bào bây giờ làm bằng nhựa cái độ sắc của nó ghê lắm, dễ sử dụng nữa, dễ sử dụng nữa. Ghê thiệt. Dao nhựa. Tưởng nó đồ chơi không nhưng mà đóng ra rồi. Như vậy người ta mới không đề phòng. Đúng rồi, sao. Mà kệ vui vui. Vui quá kệ vui. Sáng nghe nói có kèo cà phê là tự đem cà phê tới. Mà không tốn cái ly luôn nha, tự cầm cái ly nhựa tới luôn. Cầm cái ly nhựa mà chưa kịp xin cà phê. Chứ không phải là mình mua cà phê là... Cái ly đó bên anh làm luôn hả? Không, cái ly đó anh cũng đi bào. Anh làm nhựa ra để anh bán. Ok. Nhưng mà cái của anh đang dùng là anh đi bào. Hồi xưa thì nó kêu bằng bào chuối nhưng mà bây giờ anh gặp. Anh xin giới thiệu là siêu phụ của anh. Mọi người thầy. Chúa của những người bào. Nhưng mà bên anh có làm đi nhựa không? Không có làm đi nhựa nhưng mà người cái chữ à nó sao kỳ quá đó. Anh em hỏi thăm thôi mà anh làm. Tôi có xin được ông Minh một cái bình đựng nước đá. Tôi có xin được ông Minh. Mà tôi xin phải 6 lần.
tôi nói là gọi là sự thật là chai mặt luôn á. Nó ủa không sao không có cái bình bựng nước đá đẹp quá sao không tặng tôi, trời ơi cho nó siêu thị bán thiếu gì không vô siêu thị mua đi, rồi bảy cũng thích cái bình của nó, bình đó tôi hết rồi. Cái xong rồi tôi nhắn thêm 2-3 lần nữa, cuối cùng mới cho nhân viên đem tới nhà rồi cái bình thử nước đá. Mọi người là nó lấy dao lộn ông ơi. Đây mình cần nước cho khách, nhiều khi trái cây phải ướp lạnh mà để cái tủ lạnh thì rất là khó. Em không để một cái bình đựng nước đá đây, xong rồi cái em đổ đá vô cho em ướp lạnh trái cây sẵn luôn khách tới. Mà mấy cái thùng nó mua đâu em đâu biết đâu. Bên Minh Nhựa bán này. Ủa có làm bên Minh có làm đó luôn chỗ nhựa có đâu. Chỗ nhựa đâu. Có mấy bình đẹp lắm, mát lắm. Thì rất hợp với thiết kế này luôn á. Màu này nó ok hết. Nghe lộn rồi. Hôm qua mình mua cũng được anh, mình sống nét mà mình qua là mua cũng được. Còn chuyện mà anh em có tính tiền hay không thì không tính chứ, tính chứ, em yên tâm. Để anh điện về anh check cái phòng hàng không. Trời ơi, em tôi luôn giờ này liêm sĩ gì nữa em ơi. Alo alo. Em ơi, thùng giữ lạnh bên mình còn không em? Anh Bình Phương lấy 1000 cái. 5C Trần Nhật Dược. 5C Trần Nhật Dược qua đây. Chiều tới cũng được không sao. Chừng này nhưng mà để ý chừng nào tiền tới thì hàng mới đi nha em nhé. Tới 1000 cái mình chất từ ở trên ở dưới nhà xe mà mình chất lên tới trên này luôn. Là người ta đi ngang qua người ta tưởng nó showroom bán nhựa Long Thành chứ không phải. Nha sĩ đây là rất là thật hơn chủ. Sao trời, chủ mới thật tình chứ sao à? Không, có nghĩa là anh vô là anh hỏi liền anh muốn làm cái gì nó nhiều nhiều tiền. Tính vô làm khoảng tỷ mấy. Nhưng mà vô cái anh chị kêu thằng anh mình tốt quá vô địa chỉ. Em vô vệ sinh free time. Còn mấy cái kia để em tặng. Fan. Hai bác sĩ làm cho anh tên gì vậy? Anh quên mất tiêu, hình như bác sĩ nữ. Ở mời tới nhà, không lấy tiền mà giờ làm cho da ca người ta xào xáo. Nói về da, nói về cà phê, tôi nói mày nói về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này luôn. Thầy lên Google á, cái gì cũng biết. Nói về máy vi tính, rồi chip. Riêng ngành nhựa chưa biết. Có tặng sản phẩm về để mà nghiên cứu được đâu, đó giờ chưa biết. Cái gì thông thường tặng cũng không quý lắm. Cái gì cũng mua bỏ tiền ra nó sân quý, xài đúng là tiền bát gạo mình chứ. Chút tính bill cho anh, mình cho anh quý nha mọi người. Mọi người ơi, khi có bất cứ nhu cầu nào về răng, lợi, nói chung về đường họng của mình đó, ai bị hôi mồm, hôi miệng, thúi miệng rồi đó cứ qua Star Dentist. Một địa chỉ đáng tin cậy và đọc bát Tiến Luật hoặc là Minh Nhựa sẽ được giảm 20% nha mọi người. Chắc chắn một điều như vậy. Cứ qua đó đọc bát Tiến Luật hoặc là Minh Nhựa sẽ được giảm 20%. Vậy cắt cái đầu đó này nè. 20% cái khâu mà khám thôi. Cái khâu kia là như cũ cá thì vẫn tính tiền. Cũng vậy đó. Đọc bát Tiến Luật và Minh Nhựa sẽ được miễn phí cả hai. Sẽ mất đôi giày. Nói, sẽ mất đôi giày. Quay. À đúng rồi. Chạy. Cái này làm gì không có, đừng có nhìn cái mặt mà đánh giá con người. Hai mươi con nhiều đầu, có 20-30 cây răng sứ thôi à? Một cây có 5 triệu mấy mà kêu là buồn đau. Cái gì mà 5 triệu mấy? Một cây 12 triệu à? Có tính là bao nhiêu tiền? Có mấy trăm triệu mà kêu là anh em mà tính toán với nhau. Thôi tạm thôi. Cũng lỗi tại mấy ông có hay comment với tôi là sao chưa thấy ai bảo lại tôi hết vậy, giờ là bị hội đồng luôn.